chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Bữa nay mình đang có mặt tại con đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 để giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà bán giá rẻ chưa tới 3 tỷ của chị Trang là chính chủ ha. Số điện thoại liên hệ bên trên góc phải màn hình 076 7777 444. Thì cái vị trí này mình đang đứng á anh chị. Anh chị đi lên đây khoảng tầm 700m từ đường Nguyễn Văn Quá này nè, là mình sẽ ra đường Tô Ký, Quang Trung đó anh chị. Anh chị đi qua cây cầu là mình sẽ qua quận Gò Vấp ha. Nói chung là thuận lợi để mình đi vào quận Gò Vấp. Từ nhà mình đi qua Gò Vấp là chưa tới một cây. Và đây là trường cấp 2, cấp 3 Ngọc Viễn Đông. Bây giờ mình sẽ xuất phát từ vị trí này vào căn nhà đang cần bán ha. Cái hướng này nè anh chị, mình đi khoảng tầm 2 cây là sẽ ra mặt tiền đường Trường Chinh nha, cầu Tham Lương, đi về Phan Văn Hớn đó anh chị, hoặc là mình đi về khu công nghiệp Tân Bình đó. À, cách Gò Vấp một cây, còn cách Tân Bình là 2 km. À, vị trí rất là thuận tiện để mình di chuyển ha, đi lại. Rồi ở đây đó là có trường học, có nhà sách nè, rồi Bách Hóa Xanh, chợ trường đầy đủ, ngay trạm y tế luôn nè anh chị. Bên đây là trạm y tế phường Đông Hưng Thuận nha. À, rồi vô đây là trường cấp 3 Trường Chinh. Thì cái con hẻm của nhà mình á là hẻm 666 nằm bên tay trái anh chị. Bây giờ mình sẽ băng qua nha. Đường xá thì ở khu vực này đông đúc, dân cư đông mà. Hẻm rộng, xe máy, xe hơi vô được anh chị. Hẻm rộng lên tới 4m luôn. Đó, hẻm 666. Vừa là hẻm xe hơi mà là hẻm thông nữa nha. À, khi mình đi vào thì bên phải mình có quán dê tươi, à, bán đồ ăn, tại vì khu vực này là dân cư khá là đông. Rồi anh chị có thể là mình đi hẻm thứ hai hoặc là hẻm thứ nhất vô cũng được nè. À, mình đi hẻm thứ nhất, mình quẹo phải quẹo trái cái là tới. À, anh chị thấy cái hẻm này ở vị trí này là mình thấy nó lên tới 5-6m luôn. À, còn trước nhà mình là hẻm 4m nha. À, quang cảnh nhìn lại một lần ha. Rồi anh chị quẹo tay trái là tới căn nhà đang cần bán rồi, nằm bên tay trái luôn nè. Bây giờ mình sẽ xuống xe ngay đây quay chi tiết cho anh chị xem căn nhà này nha. Và đây là hướng mình mới vừa chạy xe vào nè anh chị. Hẻm là rộng 4m, thông thoáng ha, hẻm xe hơi, từ mặt tiền đường Nguyễn Văn Quá vào cũng khá là gần. Đó, anh chị thấy khu vực này nhà ở đây xây là một trệt hai lầu sân thượng nha. Khu quy hoạch là đất ở hiện hữu luôn anh chị. Đây đó, căn nhà đang cần bán của chị Trang nằm trước mặt quý anh chị ha. Kết cấu là một trệt một lầu, thì khi nào anh chị muốn thì mình có thể xây dựng lại giống như hàng xóm nè. Đó anh chị thấy ha, bên dưới tầng trệt là mình giữ nguyên đó. Đây còn tầng 2, tầng 3 thì mình sẽ xây thục vô một chút xíu đó. Còn hiện trạng nếu mà anh chị chưa có cần phải xây cao tầng á, nhà mình ở ít người á, thì mình cứ giữ nguyên hiện trạng này mình ở, thì mình lại lượt cái ban công á anh chị, đưa ra thêm tầm 1m nữa. À, à, cái hướng này anh chị đi cũng thông nè, đi anh tới anh chị về tay trái là nó ra hẻm 666 lại. Hẻm thông mà hẻm rộng, xe hơi là có thể tới tận nơi luôn nha anh chị. À, quang cảnh một vòng ha, gió lùa rất là mát. Nhà thì một trệt một lầu, hướng là tây nam. Hiện trạng của nó là ngang 4, dài 6m nha anh chị. Ngang 4, dài 6m. Diện tích đất thực tế á, mình đang sử dụng đây á, ở dưới đây là 23,6m². Đó. Còn diện tích sàn thực tế là gần 50m² luôn. Đó. Với một mức giá bán khá là ok, chỉ có 2 tỷ 850 triệu. Và giá này vẫn còn thương lượng chính chủ với chị Trang. À, số điện thoại mình để bên trên góc phải màn hình, không có trung gian, không có phí hoa hồng gì hết. À, anh chị mua nhà quận 12 giá rẻ ha, mà hẻm rộng, hẻm thông. À, rồi mình đi về quận Gò Vấp là chỉ có một cây thôi anh chị, khoảng tầm 1 km thôi. Còn anh chị đi về quận Tân Bình là 2 km, rất là tiện lợi luôn anh chị. Nói chung là nhà này mình thấy di chuyển rất là tiện lợi ha, đi ra Quang Trung khá là gần. À, quang cảnh bên dưới tầng trệt, sau đó mình bước lên tầng 2. À, cầu thang là rộng 60,
Đó, lót đá hoa cương, đi lại rất là thoải mái nha. Đó. Quan cảnh một vòng nhìn lại nè, nhà vẫn còn rất là mới đẹp, anh chị dọn vào ở ngay. Đó, còn tương lai khi nào anh chị muốn thì mình sẽ xây dựng lại ha. Nhà quy hoạch đất ở mà, đất dân cư hiện hữu, giống như căn nhà hàng xóm kế bên á, khi nào anh chị muốn thì mình xây dựng lại thôi, mình xây cao tầng ở cả đại gia đình luôn cũng được luôn. Đó, thì nhà vệ sinh là nằm bên trên tầng 2, khá là rộng nha anh chị, lót gạch từ dưới lên trên. Đó, bồn cầu, vòi tắm ha, rồi labo. Đó, đầy đủ hết. Hiện tại là nhà một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Đó, căn phòng ngủ cũng rất là rộng, phù hợp cho một cặp vợ chồng mới cưới ra riêng. Có từ 1 đến 2 bé ở căn nhà này cũng vừa luôn. À, tương lai chị cầm khoảng tầm 1 tỷ thêm á thì mình có thể là mình xây dựng mới, giống như hàng xóm vậy đó, mình lên lầu. Đó. Rồi, quang cảnh bên trên anh chị, một vòng ha. Đây mình đang lợi được cái ban công nè, ban công mình là khoảng tầm 1 mét nha. Nhà giá rẻ nhưng mà về quy hoạch thông tin này nọ là ok đó anh chị. Đó. Những căn hàng xóm ở đây ta cũng xây cao tầng như anh chị thấy nha. Đó. Hẻm là hẻm thông, hẻm rộng, gió thổi mát lồng lộng luôn. Đó. Đi ra ngoài đó quẹo tay phải là ra hẻm lớn rồi. Đó, ban công rất là rộng anh chị thấy ha. Bên ngoài cũng được lót gạch đó anh chị, tường cũng được lót gạch nè. Đó, cửa là sắt kính dày cui luôn. Rồi, giống như nhà hàng xóm bên đây, đây ta cũng xây mới lại nè anh chị thấy ha. Đó, thì tương lai khi nào anh chị muốn thì mình về đây, mình xây dựng cao tầng. Còn hiện trạng bây giờ là một căn nhà giá rẻ, bởi vì chị Trang đang có nhu cầu kinh doanh, thành ra muốn bán căn nhà này 2 tỷ 850 triệu thôi, vẫn có thương lượng nha. Bây giờ mình sẽ mở cái phần sổ hồng để quý anh chị nhìn được tổng quan. Sổ hồng riêng của nhà có địa chỉ 666/12/15/5, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Nhưng mà đi vào rất là dễ nha anh chị. Mình đi vô cái hẻm rất là rộng ha, quẹo tay phải, quẹo trái cái là tới rồi. Diện tích công nhận trên sổ là 14,4m², nhưng mà thực tế của nó là 23,6m² lận anh chị. Anh chị có thể xem được thông tin quy hoạch của thửa đất này á, là khu dân cư hiện hữu nha. Anh chị về đây mình mua á, là không có lo về vấn đề là mình xây dựng mới lại. Nhà thì có hướng Tây Nam, bề ngang là 4m, chiều sâu vào là 3m6. Nhưng mà thực tế của nó là tới 6m lận anh chị. Kết cấu một trệt một lầu, hẻm rộng 4m. Thì như mình nói á, khi nào mà anh chị xây dựng lại á, thì cái tầng trệt á, là mình vẫn giữ nguyên 6m nha. Còn mấy cái tầng 2, tầng 3 này nọ đó thì mình mới phải thụt vô theo đúng phần lộ giới thôi. Nhưng mà cái lộ giới này tương lai có thể bỏ nha anh chị. Với mức giá bán chỉ 2 tỷ 850 triệu còn thương lượng, liên hệ với chính chủ là chị Trang 076 7777 444 là chính chủ không qua trung gian. Và thông tin mua bán đã khá rõ ràng ha. Từ vị trí cái hẻm đầu tiên mình đi vô nè anh chị. Đó, căn nhà đang cần bán của chị Trang. Bây giờ mình sẽ đi cái hẻm này thông ngược lại cho anh chị nhìn được tổng quan nha. Đó, hẻm rộng 4m thông. Ở đây ta cũng đang xây dựng. Đó, xây rất là cao tầng luôn. Như anh chị thấy ha. Đó, có thể là làm căn hộ dịch vụ hoặc là cho thuê phòng cũng được. Vị trí này cho thuê rất là ổn nha anh chị. Rồi, ok, đây là hẻm 666 ha. Nguyễn Văn Quá. Đây nè, mình chạy lên chút xíu thì bên tay trái là cái hẻm đầu tiên anh chị. Mình có thể đi vào nhà mình từ cái hẻm đầu tiên này cũng ok luôn nha. Đó, hẻm rất là rộng. Rồi. Gần nhà mình là cũng có bãi giữ xe hơi ha. Nếu mà anh chị nào đi xe hơi thì anh chị gửi ở bãi á, đi vô nhà mình là khoảng tầm có vài chục mét thôi. À, ok, ra lại mặt tiền đường, nhà cũng khá là gần. Anh chị quẹo tay trái là đi về cầu Tham Lương, đi về Trường Chinh, kết nối vô khu công nghiệp Tân Bình. Còn bây giờ mình ôm tay phải khoảng tầm 700-800 mét thôi là sẽ ra mặt tiền đường Tô Ký Quang Trung. Nếu mà anh chị đi lên Hóc Môn á, thì cũng thuận lợi ha. Gần nhà mình có cây xăng luôn nè. Đường Tô Ký bây giờ á, là đã được mở rộng rồi. Đó.
kế bên là có trường cấp 2, cấp 3. Phát triển cực kỳ là sung túc luôn anh chị, nếu mà anh chị đi hướng Tô Ký ha. Còn ở đây cái vị trí này thì nó còn thuận lợi hơn nữa, có thể nói là nó tiếp giáp với lại Gò Vấp. Ở đây có nhà hàng Gogi Chi Chi nè anh chị, ở nhà hàng lớn bán buffet rất là ngon, dân cư đông quá anh chị, thành ra hàng quán về đây cũng nhiều. Anh chị làm ở khu công nghiệp Tân Bình thì mình cũng có thể mua căn nhà này. Đó, ở đây là trường trung cấp, trung cấp Bách Khoa. Rồi bên trái của mình thì thấy có Jollibee. Đó, rồi chỗ này là có cinema nè anh chị, tòa nhà này nè, bên trong có rạp chiếu phim luôn. Rồi tới chút xíu nữa thôi là mình đã thấy mặt tiền đường Tô Ký rồi. Anh chị băng qua chút xíu là tới chợ cầu nha, đi chợ cũng gần. Còn nếu mà anh chị ôm tay phải là mình sẽ kết nối vào Gò Vấp, đường Quang Trung. Rồi đó, đây là cái chợ cầu, cầu chợ cầu 2 anh chị. Ở đây nếu mà mình băng qua cầu là sẽ đi Quang Trung, Gò Vấp ha, đi về chợ Hạnh Thông Tây, đi về ngã năm chuồng chó đó anh chị. Rồi thông tin mua bán rõ ràng, anh chị liên hệ với chính chủ ha. Giá 2.850 có thương lượng nha. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi kênh. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada, nhà và đất chính chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.